Camera an ninh đã ghi lại những cảnh tượng mà chúng tôi có thể tạm kết luận rằng sự riêng tư của người này đôi khi có thể trở thành nỗi lo sợ của người khác. Thời gian gần đây, rất nhiều người nghiện đã chọn con hẻm 133 thông ra hẻm 121 của phố Tây Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh làm nơi phê pha, tiêm trích. Họ thừa biết ngay phía trên là camera an ninh. Có người thấy camera thì còn cầm kim tiêm rồi bỏ đi. Nhưng đa phần thì không trì hoãn được sự sung sướng. Họ chích ngay cả khi biết mình đang bị ghi hình. Hậu quả là phía trong con hẻm này, thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp kim tiêm, bịch ni lông hoặc những vật dụng chuyên dùng của người nghiện. Người dân nơi này cho biết do hẻm vắng người qua lại nên người nghiện xem đây là bãi đáp. Bất kể giờ nào trong ngày cũng có người đến đây tiêm chích ma túy, đông nhất tập trung vào buổi chiều tối và đêm khuya. Liên quan vụ việc này, đại diện công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết đơn vị thường xuyên cử lực lượng tuần tra, rà soát địa bàn để xử lý người nghiện tập trung tiêm chích ma túy. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho hay, thời gian qua, công an phường cũng phối hợp với các lực lượng, đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Người Cao Tuổi, Dân Quân Tự Vệ, Bảo vệ Dân Phố đã cùng túc trực 24/24 giờ, ngăn chặn người nghiện tới địa bàn tiêm chích, mua bán trái phép chất ma túy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu gom 307 trường hợp người nghiện ma túy trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 183 trường hợp, xử lý hành chính 91 trường hợp sống lang thang. Hiện trên địa phương chỉ có 20 trường hợp người nghiện đang được điều trị bằng thuốc và được quản lý theo dõi. Những người đến tiêm chích ma túy đều là từ nơi khác đến,